Ok, hello mọi người nha. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Hôm nay mình lại quay trở lại với một tựa game mới. Tựa game này là Over Cookie. Game này đang miễn phí hoàn toàn trên Epic Game. Mọi người có thể tải và trải nghiệm nó cùng với bạn bè nha. Game này chơi với bạn bè khá là vui. Hôm nay thì mình chơi với một bạn khá là dễ thương. Ok. Vào chọn nhân vật đi bạn ơi. Mình sẽ chọn thằng này. Ok, mình chọn con sóc này. Ok, mình chơi này à. Gì đây? Thịt. Lá, chặt lá đi bạn ơi. Chặt thịt đi, tôi qua bên kia tôi nấu bạn ơi. Chặt thịt đi. Nhanh lên để nó chạy mất bạn ơi. Chết. Em thịt quá, nhanh, hên quá. Hamburger. Một cái bánh lá với thịt. Hỏi gần cà chua. Lấy thịt qua giùm mình. Mình đang chặt rồi. Có cà chua rồi kìa. Rồi, một order. Thịt. Thịt có bên này rồi. Thịt. Chưa chín. Bánh thịt. Ok. Một bánh thịt lá. Ok. Thịt. Chặt cà chua đi bạn ơi, đến lúc cần cà chua rồi. Xách. Đây, có cà chua. Thịt có bánh dùm. Thịt hay cà chua? Cà chua cũng được. Bạn cũng chặt được cái gì bạn đem qua đây hết. Trong thời gian này. Rồi. Bánh nè. Này thịt sống nè. Rồi bánh thịt cà chua. Lên. Game này phá là băng nha. Mọi người có thể tải và chơi với bạn bè nha. Một bánh thịt. Kìa nó sắp lại kìa. Bạn đem đồ qua đây gọi. Ôi, chết luôn rồi. Không sao. Ok, một bánh thịt lá. Nè, nó sắp lại nhập lên nè, đem thịt qua đây nè. Có được một miếng rồi. Còn giờ không chặt. Thì chết rồi, sao chả. Đem ra rau qua trước đi. Ê, đem này qua làm gì? Có thịt luôn. Rau. Rồi luôn, họ qua luôn. Trời ơi, bánh thịt. Nhanh lên hết thời gian rồi. Từ gói quá, thiếu đồ à. Thiếu cái gì? Thiếu thịt lắm, nhiều thịt lắm. Đây. Bánh thịt cà chua, chặt tí. Đấy, cà chua hả? Cà chua có sẵn rồi kìa. Lá đúng không? Thịt này nướng lâu quá. Ghê thiệt kìa. Nhặt bây giờ. Sắp bài, cố lên. Bánh thịt, chặt nhiều thịt chút. Cần cà chua đấy, 3 quả chua là đủ. Mấy? 3 trái luôn hả? Đủ rồi. Ok, bà hết thiệt bà. Rồi, xong rồi. Ôi, được mấy sao đi? 142 luôn. 2 sao à. Có đầu bếp mới kìa, đầu bếp con trồng lùi. Tôi sẽ cho con này. Tôi sẽ chơi con cáo.
Bạn lại chơi con trùng lùi hả? Ơ con trùng lùi bạn bị què kìa. Quên chơi bạn này. Nhầm. Quên chơi bạn khác. Quên phải qua bạn khác chứ. Chơi bạn này hoài. Rồi vô. Con trùng lùi. Trùng lùi đi xe lăn mà thấy chưa? Chưa biết làm gì. Năm đem vào đây. Ba nắm trước. Lấy nắm đi. Nắm đi bạn ơi, nắm. Để mà kia chặt đấy chứ. Thôi khỏi. Có con gì kìa? Con gì vậy? Con chuột kìa. Nó lấy đồ ăn của bên kia. Quánh nó. Đó. Đây, nấm thôi, nấm thiếu nấm. Đừng có lấy nhiều quá, nó lấy hết đi mà nói, con trùng lùi. Ê, kìa. Nè, bỏ vô. Bậy. Người ta lấy chân lên, trời đất ơi, nó lấy mất rồi. Quánh nó đi. Quánh cái gì mà quánh. Nè, bắt bếp lên. Bắt cái lên cái bếp. Mẹ mày, lấy của tao à. Nắm tiếp. Rồi bỏ dĩa đi rồi. Lấy nắm bỏ qua luôn đi nha. Ôi cho đỡ ở đâu vậy? Ủa nó bộ rồi. Cho đỡ ở đâu hả? Ủa? Ở đồ chỗ này nè. À đúng rồi. Cho nên chị nó lấy hết trơn kìa. Sao thì quánh nó ta? Nè, lấy đồ chặt rồi nè, kệ nó. Lấy đồ chặt rồi bỏ nắm. Được rồi, ba cái được rồi. Rồi. Rồi lấy hành tây. Kìa, hành tây tôi chặt rồi, đừng để nó lấy. Ừ. Trời, nó bơ hả? Hành tây. Nè, lấy nó đi, đủ chó. Rồi, ok rồi. Cà chua ở bên kia nha. À, cà chua tôi mới lấy, đừng. Nè bạn ơi, ê con chuột. Trả lại. Tao đi ra được đâu. Nè, cà chua này, nấu cà chua đi. Lấy ra nó lại mất, lấy mất nữa. Nè, cái nấm không kịp rồi, Cà chua đi, bỏ nấm đi. Cà chua nhiều lắm. Qua đi, đổ cà chua đi. Cháy kìa. Hành tây. Đây. Nó bỏ kìa. Qua lấy cà chua đi. À, một cái củ hành tây nữa, Lấy cà chua chắc rồi. Đây cái này nè. Nè. Rồi, qua cà chua đi. Còn nhiều cà chua lắm. Phải rửa tỉa đó. Khỏi, còn hái dễ lắm. Qua cà chua nè. Ừ, cái này chưa xong mà sao qua được. Rồi, lấy cà chua chắc luôn. Qua cà chua đi. Qua cà chua đi. Rồi. Ồ, không kịp quá. Cà chua đi. Có lắm. Rồi, 60 vàng à. Chắc cái là do con chuột. Chọn đi kìa bạn. Ok. Để chỉ là cái gì đây? Sao vậy? Bỏ lên cái băng chuyền, nó sẽ truyền qua bạn.
Ấy sẽ là người chặt. Ok. Mình sẽ thiệt nhiều nha. Sau đó tôi sẽ chuyển qua lại cho bạn nấu đúng không? Đúng rồi, chặt xong rồi bỏ lên luôn. Lụm vỏ vào một bên rồi chặt. Ơ lắc coi. Chuyền mấy cái dẻo. Rồi qua đây. Ok. Chặt thịt đi. Ủa cà, đúng rồi, cà chua nữa. Qua cà chua nữa là tôi lên món nha. Không có chỗ tôi để nè. Này cái bánh cái gà chua này còn thiếu rau nữa nè. Rau hả? Mày thấy cái bánh không? Cái bánh có sẵn đó mà. Cái bánh nó làm kêu kìa. Không phải, cái bánh làm xong rồi kìa. Ừ rồi sao? À chỉ cần lụm lên bỏ vô cái dĩa. Yeah. Bây giờ chưa lên được món nào luôn á. Kìa cái bánh còn thiếu lá kìa. Lụm cái bánh á, bên bạn cầm dĩa nè. Lấy cái bánh lại kìa. Đúng rồi, bỏ thêm cái dĩa mà có lá kìa, cái dĩa có lá kìa, lấy lá bỏ vô. Rồi. Cái gì nữa? Bánh thịt. Bánh thịt. Cà chua, chặt cà chua đi. Nè, cái bánh thịt nè. Cái bánh với thịt nè, lên order nè. Bỏ vô cái dĩa là lên luôn, chặt thích chặt cà chua với ấy đi kìa. Thiếu cà chua kìa. Đừng có thả vô đây, thả để nó đi, cái tại bên kia là lên món. Nè bánh thịt kìa, o lên, bỏ vô cái dĩa rồi lên o là luôn. Bỏ thêm rau nữa. Bỏ thêm rau nữa. Kìa rau kìa, đúng rồi. Thế đâu? Dĩa dơ thì bỏ dĩa, bỏ dĩa dơ qua đây tôi cho rửa. Một cái bánh thịt nè, bánh thịt qua nè. Vì có 22 giây vậy. Sao vậy? Sao? Không thấy rồi. Rồi luôn, thua luôn. Lại bạn hết trơn đấy. Không cho, làm lại. Khó gì ta. Nè, từ từ đừng gói nha. Chỉ giờ thì bỏ đây, đầu tiên là thịt nè. Cái bánh thì ở đây, bánh nè. Lá nè. Bánh thịt. Rồi, ok. Bánh thịt. Sọc két hết, khi nào cũng cần phải sọc két hết. Để nhiều quá cho nó. Thịt. Rồi. Bỏ lên dĩa, chặt ra bỏ vô sẵn vô ấy đi. Tôi nướng thịt qua là ok. Đúng rồi đó, lấy thịt nè, thấy không? Thịt. Nè, nó, thịt nữa nè. Cà chua. Với rau. Rồi.
một cái bánh thịt đã xong. Thịt rồi, cho tôi một thịt chín đi. Bánh thịt đã xong rồi nè, bánh thịt xong nè, quay bỏ ra, bỏ rau nữa là xong. Đâu tôi bỏ giăng bánh chi rồi mà đặt thêm cái rau nữa. Bánh thịt đây, chặt thịt. Bây giờ là gì? Bánh, bánh thịt, bánh thịt, chua. Bánh thịt, bánh thịt chứ, bánh thịt với cà chua sao? Ê, bể đâu cái dĩa đi đâu vậy? Trời. Cà chua, chặt lấy thịt luôn kìa, lấy thịt. Nè, cái bánh thịt đang qua kìa, Bánh thịt này là không thôi hả? Một cái bánh thịt không. Rồi để cái thịt kia qua luôn. Nè một cái bánh thịt nữa nè. Để miếng thịt đã sắc qua kìa. Đúng rồi đem dĩa dơ qua đây. Dĩa sạch có. Một cái bánh thịt đang qua nha. Bánh thịt này cho gì vô? Bánh thịt với cái lá nữa, lá với cà chua nữa. Lá này cho thêm lá này. Cho thêm cà chua này, cho thêm thịt này. Ôi cho lộn ngay bạn order lộn cái vậy? Không. Order lộn con cho lộn nó trừ tiền mình thôi. Cái gì hả? Đừng có đặt chứ. Bậy à, cho bậy là sai đấy. Cà chua, cà chua. Dễ dễ. Cho thịt sống vô nha. Thịt bạn đưa tôi nha. Rồi, bánh thịt qua đang kìa, bánh thịt kìa, thiếu lá với cà chua nữa kìa. Dĩa sạch đang qua. Dĩa kìa. Bánh thịt cà chua nữa. Rồi món đó nó hết giờ luôn rồi đó. Bỏ lên dĩa xong bỏ lá vô. Bỏ lá vô, bỏ cà chua. Nhanh nhanh nhanh, 2 giây nữa. Kịp. Trời ơi, có 70 vàng. 70 rồi qua rồi đấy. Một sao gì. Vui vẻ gì. Tiếp tục nè. Trời, làm gì? Tôi sẽ đặt chặt với bỏ dĩa tiếp thôi. Rồi. Thịt cái đâu? Thịt đâu? Ơ, bỏ vậy vô thùng rác mà. Bây giờ sao? Bỏ đây nè. Ủa sao bỏ? Cái chặn đầu bên này nè, Ờ. Đây. Đã lại. Thịt. Ủa? Rau. Rồi bỏ nhanh quá. Rồi chặt đi, chặt thịt đi. Thịt trước, qua đây tôi nấu. Bên này, bạn bỏ bên này nha, bỏ bên này nè, tôi mới lấy được nha. Bỏ thịt bên này nè, rồi. Rồi, được rồi, nấu cái. Bỏ tiếp, bỏ thêm miếng thịt. Thịt nè. Cà chua, ai đâu. Chưa cần cà chua, cần rau. Rau nè, bỏ bên kia, lượm lại. Quên. Bỏ đi, lấy kịp hết rồi. Nè. Thịt chín kia. Sao cứ lo đi. Cứ lo bên kia đi. Thịt.
Nè, bỏ lá vô nữa là xong món đó đó. Nè. Nè. Ê, khét. Trong này là còn có cháy nữa nha, mình để nó hồi nó cháy là cháy nhà hàng luôn á. Một cái bánh thịt nè, bỏ lên dĩa là xong nè. Hết kia. Hết đó. Chặt thịt cái đi, chặt thịt trước cái đi. Qua đây tôi nấu nữa. Đưa mày tôi chỉ vô qua đó nghe. Để dễ qua giờ luôn, qua luôn. Thịt nè. Lá. Bỏ qua đi, bỏ qua đi. Lá nè. Ăn thịt bạn ơi. Nhanh lên kia. Thịt đâu, thịt đâu, thịt đâu. Bánh thịt nè, bánh thịt qua nè, bánh thịt qua nè, bánh thịt qua. Bỏ lá, bỏ cà chua vô nữa là xong đó. Dĩa dĩa. Gì mới đây hết dĩa hả? Bạn chưa thấy dĩa tôi nè. Rồi dĩa đây, dĩa đây. Một cái nè. Bật luôn. Bánh thịt lá. Nè nhặt nè, nhặt nè. Nhặt thịt kia. Nè tôi chuẩn bị qua nè, qua nè. Nè bánh thịt rồi nha. Bánh thịt lá. Bỏ lá, bỏ lá gì nữa. Vậy nè. Bánh thịt, bánh thịt, bánh thịt, bánh thịt, bánh thịt, bánh thịt, bánh thịt. Hết kìa. Được 92 vàng. Trời, được 2 sao, mừng quá. Tưởng có được sao nào. Các bạn ơi, tôi cũng vui đó. Game này có thể tối đa là 4 người nha. Gì vậy? Ồ, cái gì con bằng 3 rồi, con bằng 3, bằng 3, bằng 3. 20 sao luôn, mình mới có 19 sao kìa. Rồi, mình phải chơi một màn lại, lại một màn. Từ từ, kiếm màn nào dễ dễ đi, màn này đi. Màn này ok, màn này dễ nè. Từ từ. Rồi, đưa đầu qua đây, đưa đầu qua đây, tôi chặt. Ê, hành tây mà, đừng lấy bậy bạ nó gói. Hành tây nữa. Ba hành tây. Rồi. Tiếp theo là ba cà chua. Để cái dĩa bên này cho cái dĩa. Hành tây được rồi. Tôi sẽ đi. Ừ. Tiếp theo là ba cà chua nữa. Đem dĩa qua đây đi. Rửa dĩa luôn. Để đó đi, tôi rửa cho. Ok, xong chưa? Xong rồi đó. Tiếp theo vẫn là ba cà chua nha, lấy thẳng ba cà chua đi. Rồi lấy order đi, lên order đi. Rồi. Tiếp theo vẫn là ba cà chua đó nha. Để đó là để gần cái bếp rồi được rồi. Chưa xong, chuẩn bị lên nè.
hành tây, tiếp theo là hành tây nha. Đồng hành tây đi, không kịp á. Đưa gì? Đưa hành tây, đưa dĩ ra đó được rồi, rồi hành tây, lấy hành tây đi. Qua rửa cái dĩa, không kịp à, không kịp à. Hành tây đúng không? Lên món đi, lên món đi. Rồi lên món đi. Ê, vậy đó. Rồi đem đi, đem đi. Hành tây, tiếp theo là hành tây nữa. Ê bạn ơi. Giết một cái kìa. Kìa. Kìa quá, còn kìa quá, còn kìa quá. Nhanh lên, nhanh lên. Tốc độ luôn. Chết rồi, hết dĩa hả? Cái cà chua này được rồi nè. Bỏ ra đi, bỏ thẳng ra nồi đi. Hình tay, hình tay. Cái đứa này nó phải trắng được mình rồi. Bưng 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 cái nồi đây. Lên món đi, lên món đi. Cái gì vậy đấy? Tỉnh, bình tĩnh. Một hành tây nữa, một hành tây nữa. Để dĩa đi, rồi. Rồi qua cái dĩa luôn, lấy hành tây qua cái dĩa luôn. Đưa hành tây đây, đưa hành tây. Bỏ đây, bỏ đây. Bỏ đây, bỏ đây. Khỏi vô món này, vô món này cuối nè, để dễ đi, để dễ đi. Rồi lấy coi, lấy coi, lấy coi. Để lên, để lên. Ê cái thằng này, đi, cái chua. Chắc được 3 sao à. Trời ơi, vừa đủ. Bắt đầu VIP mới kìa. 150 mới được 3 sao. Rồi, 150. Chơi lại luôn. Thôi. Chơi vậy. Qua vòng mới gì. Nghe mới trả lại được. Qua wow, mày tích rồi à. Ship đi bạn. Cá hả? Mà này có cá nữa nè. Làm sao vậy? Trên bên vậy. À, củ khoai tây, khoai tây, khoai tây. Lấy khoai tây ra chặt. Cá là bỏ đi. Rồi. Trời đất ơi. Cái này sao khó như vậy? Trơn. Lấy khoai tây, khoai tây. Ê, lấy cá bỏ. Làm em là anh làm cá, em làm khoai tây đi. Rồi. Cá là phải nấu. Sao không nấu được? À, phải chặt chứ. Anh làm e rồi luôn. Để ý cá nha, để ý cá nha. Cá kìa, cá được rồi kìa. Từ từ bạn ơi, gì vậy? Một mình tôi quán xuyến đủ hết vậy. Cá lên order cá đi kìa. Đâu, từ từ. Rồi luôn, sao tôi có bị trơn rồi à. Tiêu rồi. Lên order món đi. Nó không. Trời ơi, nó ngậm vô miệng. Kê kê khét kìa, khét tay khét kìa. Trời đất ơi. Đừng. Rồi nó kìa. Rửa dĩa đi, rửa dĩa đi. Ê, tôi quá lách luôn. Trời luôn. Bạn. Cái này chơi không, tôi không chơi được.
Chết mẹ hết dĩa rồi. Món nó xong rồi đó, order nó lên, lên đi. Chưa có gì á. Mở gì qua đây, mở gì qua đây. Món nó có dĩa rồi, trời ơi. Cái nó có dĩa rồi. Ủa? Ủa, chưa mà. Xong được. Nấu không? À, chưa nấu. Cá có khoai tây. Cá không. Cá giùm tôi đi. Cá khoai tây phát luôn thôi. À, thấy hết kịp rồi. Cá. Đây đây, đây đây. Cá kìa, bỏ vô dĩa lên, lên dĩa luôn. Rồi. Ê, sao không lên món. Rồi. Cá. Cá khoai tây, cá khoai tây, cá khoai tây. Tôi đi rửa dĩa nha. Kìa. Rồi luôn. Một mình tôi quán xí cho bạn ơi. Ai chết tôi rồi. Qua tay nữa, chim qua tay nữa. Nhanh bỏ dĩa luôn, bỏ dĩa luôn. Rồi. Woo. Điệp. Hết chưa? Ồ, chiếc này 124 luôn, gần được 3 sao rồi. Tôi một mình tôi quán xuyến hết cái này trận này đó nha bạn. Thôi đi. Ui đau tay. Một mình tôi quán xuyến hết trận này luôn nha. Ai da, tôi có thằng lái đi. Tôi bị dập bẻ tay luôn rồi nè. Từ từ. Shit. 23 sao mới được mở. Chơi lại bằng này nè. Khó. Bằng này khó, bằng này đổi từ lưa hết. Khó lắm. Chờ mẹ đi. Rồi, thầy bao qua. À, đầu tiên là cà chua. Ô, bị lắc không? Dù nó đổi thế nào thì bạn cũng là người đem đồ nha, tôi là người chặt nha. Cứ nhớ vậy đi. Tôi kìa. Ừ, ngốc. Nhà đây khép bây giờ. Khép được. Ê! Để lên cái dĩa rồi mà. Ơ? Năm. Năm. Tiếp là ba ấy, đừng lấy bảy, từ từ nhìn order 2. Tiếp là ấy mà, đâu phải mấy cái này. Cái gì? Trời luôn, tôi ra ngoài luôn rồi. Thôi bằng người tôi chặt cho. Lên order đi. Rồi qua bên kia lấy đồ luôn nha. Chạy đi rồi. Chết mẹ giúp cái nồi mày à. Ba thành tay mà. Ok, có thành tay đây. Đây. Bây giờ lấy có gì giờ thì lấy đi. Không có gì, không có gì, không có gì, gì. Hành tây, cà chua. Đó, ba quả cà chua đấy nha. Rồi, đổi bên này kìa. Rồi, qua bên kia có gì đây nè.
Thiếu ấy nha, thiếu cà chua, thiếu một quả cà chua nữa. Năm năm năm. Rồi đổi đó. Này chuẩn bị cà chua đó, lấy cà chua ra luôn kìa. Rồi đi 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 đi. Trời ơi sao lại bỏ đồ ăn uống gì đó kìa. Bấm nhầm mấy bạn ơi. Rồi tiếp theo là nấm. Nấm ở đó. Cà chua, tí cà chua, tí cà chua. Nè nè nè, lên dĩa nè. Ôi có bị gì nè. Đây bạn ơi, nhớ đây bạn kia. Đưa anh tay qua, đưa anh tay qua. Nè. Rồi rồi. Rồi. Nắm. Đưa đéo ra tôi nè, chặt nó mày. Nắm 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 nắm. Trời đất ơi. Để dây nữa. Không kịp rồi. Nhưng mà nói là ba sao. Hai sao chứ. Ba hai chứ gì. Ôi tới 200. Sao à? 150. Có gì. Vừa đủ quá, mở màn mới luôn. Ship đi bạn. Rồi. Ông Minh nó làm gì vậy? Qua đây đi. Bên này tôi nấu mà, tôi nấu qua bên đó được. Bên này cũng có nấu vậy. À, để rồi. Rồi, để rồi. Mày đéo qua được hành đây. Hành tay đi, tới hành tay đi. Ai rồi. Ơ rồi, rồi, đổi bên nữa rồi, lại qua đây. Nè, chặt nè, bạn chặt á, đổ bên bạn chặt á. Ba hành tay nè. Nè nè nè, bỏ cà chua vô đây. Bỏ cà chua vô cái nồi này. Rồi chặt ba hành tây. Rồi. Bỏ vô cái nồi kìa, bạn có cái nồi bên kia bạn, bạn cũng có cái nồi mà. Thôi bạn lỡ qua bên kia nào, bỏ vô đây. Đây, đây, nè. Nè bạn nấu đi, nấu đi nè. Đó, nấu đi. Nè coi chặt. Đưa tôi cái dĩa tôi lên. Nè, bỏ vô dĩa. Lấy mấy cái này, bỏ vô bên đi. Rồi. Nè lấy cái nồi đó lên bỏ vô dĩa. Nè. Rồi lên order, đưa tôi lên order. Đó. Đưa qua đây mới được. Két kìa. Ba hành tây. Tay nữa, một hành tây nữa. Cà chua đúng rồi. Có dĩa dơ không? Không không. Nè, nấu đi. Cái này được này, lên món nè. Bỏ vô cái dĩa này nè. Rồi, lên món luôn. Đó, cà chua của tôi lên khác. Và đưa bên tôi lên món mới đúng chứ. Ừ ha. Bắt kịp cái món ấy luôn rồi. Rớt món cà chua luôn rồi bạn ơi. Bắt đổ của bạn lên món rồi nè. Cái gì vậy?
đây kìa. Đưa dĩa cho tôi, để dĩa bên đây cho tôi. Lên món rồi, bỏ đi đi đi. Hành tây đi, chặt hành tây đi. Sao có hành tây? Tiếp theo rồi, là cà chua. Cà chua. Nè, cắt một củ hành tây bỏ đi. Cà chua hả? À, đưa, đưa tôi. Dĩa bên bạn rồi kìa. Đổi rồi đó. Đưa anh tôi, đưa cái dĩa đó tôi order. Kịp món này nữa hết rồi. Hơi fail đấy nha bạn. Một không được sao nào luôn. Không được sao nào hiểu đây nha bạn. Ai chả hiểu. Ok, chắc mình sẽ dừng clip tại đây nha. Nếu có lần thứ hai thì nhớ like và subscribe để ủng hộ mình. Mình sẽ còn tiếp tục làm video game Overcooker này nữa. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye, see you again.